Ngày hôm nay chúng tôi có mặt ở đây, thứ nhất là để tìm hiểu mức độ liên quan của anh đến sự việc. Còn thứ hai, thu thập toàn bộ những hồ sơ tài liệu ở cấp độ quản lý đối với TM Mobile. Rất mong nhận được sự hợp tác của anh. Thế này nhá, nếu nói tôi nắm thì hơi quá. Đúng ra là công ty Alpha chủ trương đầu tư vào thị trường phần mềm và kinh doanh điện thoại di động của tỉnh. Tôi đại diện nắm cổ phiếu của TN Mobile từ cái lúc mà công ty sắp sửa phá sản ấy. Còn về phần quản lý ấy, tôi đã bàn giao hết cho anh Hiếu rồi, có văn bản đàng hoàng, miễn là công ty phát triển theo đúng định hướng của hội đồng quản trị mong muốn. Riêng về vụ buôn lậu, tôi nói thật, họ múa tay trong bị, tôi bị vạ lây thôi. Việc đó thì chúng tôi sẽ điều tra. Còn bây giờ về vấn đề tài liệu, thế cái đó thì có ngay thôi. À, này cháu, cháu ghi chép tất cả những gì yêu cầu của các anh ấy, rồi trực tiếp thực hiện nhé. Vâng, cháu sẽ làm ngay ạ. Các anh ạ, còn những cái gì chưa rõ thì xin các anh cứ nói. Nếu tôi không nắm được thì tôi sẽ gọi người trực tiếp phụ trách chuyên môn tới. Đừng dài dòng nữa, bày rác ra ấy thì đi mà dọn, đừng có làm ảnh hưởng đến tỉnh. Cháu đây, chú nói đi. Sao? Rồi, còn gì nữa không nhỉ? Thưa anh, có rất nhiều khách hàng đã mua sản phẩm của TM Mobile và họ đang rất hoang mang. Không biết là sản phẩm của họ mua sẽ được xử lý như thế nào và bảo hành ra sao ạ? Về vấn đề này, anh sẽ đề xuất với lãnh đạo. Những sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ được mua từ hệ thống của TM Mobile sẽ không bị thu hồi để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Còn về vấn đề bảo hành và sửa chữa, bên phía TN chắc chắn phải có trách nhiệm. Còn ý kiến gì nữa không? Công an đến chỗ mày chưa? Chú nói thế là sao? Tầng ngóng từ nãy đến giờ, chỉ sợ có lệnh bắt đến. Chú ơi là chú, chú cứ thần hồn nát thần tính như thế thì cháu chịu. Mà ngày trước chú có thế đâu nhỉ? Bây giờ tao già rồi, cái tính nó thế. Với lại tao theo chúng mày làm nhiều việc, đâm ra yếu bóng vía. Thôi đủ rồi, chú không phải thăm dò hay nắn gân cháu nữa đâu. Vậy là sau khi sao kê dữ liệu kế toán từ USB của Thảo, tài liệu phù hợp với những chứng cứ thu giữ được tại trụ sở và chi nhánh của TM Mobile, kết hợp với lời khai của nhóm đối tượng Hiếu, ta có một khẳng định và một câu hỏi. Khẳng định có hành vi buôn lậu và vi phạm nguyên tắc kế toán nghiêm trọng. Đồng thời cũng đặt ra một câu hỏi, tiền buôn lậu đi đâu? Một phần được xoay vòng vốn, tái đầu tư, còn một phần được chuyển đổi thành bất động sản, tài khoản tiết kiệm, còn lại thì rơi hết vào túi riêng. Rơi vào túi của Hiếu và các đối tượng có liên quan trong đường dây, hay là còn túi ai nữa? Thống kê sơ bộ tài sản của đối tượng thì chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với con số ước tính thôi ạ. Còn về dòng tiền thì thế nào, anh Hào? Cái này thì không thể nào rõ ràng trong ngày 1, ngày 2 được. Tuy nhiên, sẽ có báo cáo sơ bộ cho sếp trong buổi sáng mai. Ok. Vẫn còn một vấn đề nữa. Có hai tài khoản đầu tư mà chúng ta phải hết sức chú ý. Hai khoản này
có giá trị ước tính lên đến 5 triệu đô. Thằng Hiếu nó bị bắt là vì hành vi của nó chả liên quan gì đến chú hết. Mà bọn cháu cũng chẳng bỏ rơi chú đâu mà chú phải lo. Cái đó mà khó nói lắm. Thằng Hiếu nó cống hiến nhiều như vậy, đến lúc nó hết tác dụng vẫn dễ dàng bị gạt sang một bên. Huống hồ là chú, vì nó là người ngoài, còn chú là chú của cháu. Cháu phải nói câu này biết bao nhiêu lần nữa đây. Chú phải nhớ, thằng Hiếu nó bị bắt là vì nó lộng quyền, nó tự ý hành sự nên nó phải chịu trách nhiệm.